Cơn mưa rất lớn bắt đầu từ 2 giờ sáng nay và kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Đến sáng hôm nay, mưa bắt đầu tạnh nhưng thời tiết diễn biến khá xấu. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì lượng mưa được đo khá cao, khoảng 150 mm, có nhiều nơi lên đến 170 mm. Đỉnh chiều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vào lúc 7 giờ sáng nay, ngày 7 tháng 11 là 1,64 m. Đây là đỉnh chiều cường được dự báo cao thứ hai trong năm nay. Do vậy, hầu hết các khu vực ở phía đông, nam và tây của thành phố đều chìm trong biển nước. Những cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ đã xuất hiện trên khắp các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Mưa lớn kèm theo chiều cường được dự báo là cao thứ hai trong năm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng một số khu vực và một số tuyến đường ở thành phố đã bị ngập nặng, như là vị trí của tôi đang đứng ở đây là đường Kha Bằng Cân, quận Thủ Đức. Một số tuyến đường như là Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Nguyễn Thái Học, quận 1 trước đây không bị ngập nhưng mà hiện bây giờ cũng chìm trong biển nước, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại cũng như là sản xuất sinh hoạt của người dân thành phố. Tại đường Kha Bằng Cân, quận Thủ Đức, nước ngập khá sâu, có nơi lên đến 70 cm. Quãng đường ngập kéo dài hơn 2 km. Do bị ngập nước từ rạng sáng và đến hơn 10 giờ nước vẫn chưa rút hết nên nhiều cửa hàng hai bên đường vẫn im lìm, hoặc mở cửa thì cũng rất vắng khách. Vì đây là đoạn đường ngập nước thường xuyên mỗi khi trời mưa hoặc chiều cường nên sáng nay đa phần người dân không chọn tuyến đường này để lưu thông. Phía này thì bắt đầu 1 giờ thì có mưa coi như là lớn, mưa lớn rất là lớn, rồi là ảnh hưởng nước triều cường nó dâng lên. Buổi sáng này là vậy, là tôi thấy là nước linh láng hết, nước coi như là xe đi là nó lên cũng khoảng 4-5 tấc nước. Do mưa lớn triều cường cao nên nhiều người dân cũng không lường trước hết được những ảnh hưởng, không kịp kê cao đồ đạc trong nhà, nhiều khu vực chứa hàng cũng bị ngập. Từ lúc gần 2 giờ mưa mà đến sáng giờ nước cái kho hàng của tôi cái mất mé cái nên kho hàng ấy nên sáng bây giờ là rút được khoảng 20 phân nước rồi. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn thành phố sáng nay cũng bị ngập nước. Tình trạng kẹt xe diễn ra khá nghiêm trọng. Khu vực quận Bình Thạnh được xem là khu vực ngập nặng nề nhất. Các tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ông Ích Khiêm kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền. Nhiều con hẻm trên đường D2, người dân phải tắt nước ra như thế này. Nước tràn vào nhà, không có cách nào ngăn được. Không chỉ riêng khu vực trũng thấp, mà các khu vực trung tâm như Nguyễn Thái Học, quận 1, Nguyễn Cư Trinh cũng mênh mông nước. Đường Hòa Bình, Đồng Đen, Tân Hóa, Kinh Dương Vương thuộc các quận 11, quận 6, quận Bình Tân cũng chìm sâu dưới gần 1 mét nước. Ngập nước do triều cường và mưa lớn không phải là lần đầu xảy ra trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, theo người dân, chưa thấy lúc nào lại ngập nghiêm trọng như vậy. Trong khi đó, nhiều người vẫn đang hết sức băn khoăn trước hệ thống chống ngập của thành phố và liệu rằng có đủ sức chống chịu khi một cơn bão mạnh gấp nhiều lần hoàn lưu của áp thấp trong những ngày qua.